Xin chào anh em đam mê kiếp đỏ đen. Hôm nay tổng kho xỉ lẻ đồ chơi bài lá bịp xin giới thiệu cho anh em tổng quan tất cả về các sản phẩm để phục vụ cho anh em đánh bài lá bịp. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em về các loại bài lá đánh bài lá bịp hiệu quả nhất bây giờ. Đầu tiên đó chính là cái kính áp tròng Mỹ, và đây nữa đó là kính áp tròng Mỹ 2020 đẳng cấp nhất bây giờ, và kia là kính áp tròng Hàn Quốc. Ngoài ra nó còn có thể là ví đổi bài, quần đổi bài, áo đổi bài, hoặc là ví thời trang đánh bài. Còn ngoài ra còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Thì anh em nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho tôi sẽ giới thiệu trực tiếp và tư vấn miễn phí cho anh em làm sao cho hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ chuyên sâu giới thiệu cho anh em chuyên sâu về cái máy điện thoại đánh bài mã vạch 2020. Máy đây trên tay tôi nó là chiếc điện thoại XMAX 11. Ngoài ra tôi có thể hỗ trợ cho anh em là cài phần mềm đánh bài trực tiếp vào điện thoại smartphone của anh em, bất kể máy nào cũng được, Samsung, Oppo, iPhone được hết. Đấy, sạc thì như sạc bình thường luôn. Đấy, đánh thì độ chuẩn nó đạt 100%. Anh em lưu ý là chơi cái dòng máy đánh bài điện thoại này là anh em phải dùng một bộ bài của nó đi kèm. Bài thì có rất nhiều các loại mẫu mã, anh em ở địa phương nào chơi mẫu mã nào thì mình sẽ lấy cho anh em cái mẫu bài đó, bài giống như bài bình thường luôn. Thì sau đây không mất thời gian của anh em, tôi sẽ test qua về cái máy điện thoại đánh bài 2020 bây giờ. Đấy, thì đây này, nó chính là cái điện thoại iPhone XMAX 11 này. Đấy, nó là như là một chiếc điện thoại bình thường, có thể gọi nghe vào mạng Facebook, Zalo dùng như bình thường luôn. Đấy, ngoài ra nó hỗ trợ chức năng đánh bài và cài phần mềm trực tiếp cho anh em. Đấy, thì sau đây mình sẽ thử luôn cho anh em này. Ở ngoài miền Bắc này thì là anh em hay chơi là trò xâm phỏng liêng ba cây, miền Nam thì anh em chơi bài cào binh sập sám nhất là đánh được hết. Thì mình sẽ thử ngoài và đánh miền Bắc là đánh liêng, trước tiên mình sẽ đánh liêng cho anh em. Đấy, thì ở đây mình sẽ cài là chế độ 4 người trước. Đấy, sau anh em thích chơi bao nhiêu người thì cũng được, không giới hạn số lượng người chơi anh em nhá. Thì sau đây mình sẽ thử luôn cho anh em này. Máy này để báo bài là siêu nhanh, bài ngang bài dọc là báo hết. Thì trên tay tôi là một bộ bài hoàn toàn bình thường này, mình đang thử là chế độ 4 người anh em nhá. Tôi đặt cái là máy sẽ báo luôn, không bao giờ báo chậm, báo luôn này. Máy báo số 2, anh em lưu ý là mình thử thì mình sẽ làm là để loa ngoài, nhưng khi anh em nằm ở chơi thì anh em đeo cái tai nghe nó nhỏ như cái hạt đỗ thôi, chỉ có một mình anh em biết thôi nhá, không ai có thể phát hiện ra được. Đấy, máy báo số 2 mình bỏ đi hai lá này thì mình chia này, 4 cửa này thì bài mình cũng là bài cao nhất, 9 điểm này, không sai được. Đấy, bây mình sẽ thử là chế độ là 5 người chơi cho anh em này. 5 người này, anh em chỉ cần ấn vào đây, anh em chơi thì anh em tắt màn hình nhá, nhưng không phải là để sáng này. Đây mình test qua máy để cho anh em biết là cái độ chuẩn nó đặt này. Máy báo số 2 thì mình bỏ đi 2 lá, đây là chế độ 5 người này, chia này, chia rất chậm này, không làm gì này. Chín điểm này anh em thấy chưa, 9 điểm chuẩn đét luôn nha anh em nha. Thì đây mình sẽ chia một thử một vài ván là đánh bài ba cây nữa. Máy này là có đánh được tất cả các loại trò, kể cả đánh chắn luôn nha anh em. Máy này là anh em nào mà lấy máy này cũng được, hoặc là mình sẽ cài trực tiếp vào máy của anh em chơi bằng điện thoại của anh em luôn, là đánh bài vào máy anh em luôn, không phải mua máy nữa. Thì là tùy anh em, nhưng anh em nào mà chưa có máy thì nên mua cái máy này, còn không chưa mua có thì mình sẽ cài cho anh em. Thì sau đây mình sẽ thử là đánh ba cây này. Ba cây mình sẽ là chọn chế độ là bốc cái và đánh 4 người, bốc cái và đánh 4 người này, độ chuẩn là đạt 100%. Đấy, tôi sẽ thử luôn cho anh em này, chia rất chậm. Máy báo 5 này, anh em bốc cái, anh em bốc 5, máy số 5 này anh em bốc 5 để lật con thứ 5 lên này, 4 này, cái lùi 1 này. Đấy, chia chậm này, 7 điểm thì chắc chắn là cao nhất này anh em thấy chưa. Đấy, ăn được 2 cửa luôn. Chia tiếp cho anh em này. Đấy, chẳng hạn như máy nó báo nhiều thì anh em có thể bỏ bớt như này sẽ báo thấp đi này. Đấy, 3 này, chẳng hạn như báo 3 này, anh em lật con thứ 3 lên này, 3, 1, 2, 3.
6 điểm cao nhất này, anh em thấy chưa? Độ chuẩn xác là đạt 100%. Thì anh em nào mà xem được clip này thì alo trực tiếp cho tôi qua cái số hotline là 0948037979. Nhà mình là tổng kho xỉ lẻ đồ chơi bài lá bịp toàn quốc của cái thị trường cờ bạc bịp Việt Nam bây giờ. Anh em ở địa phương nào mà chơi cái loại đồ gì thì alo trực tiếp cho tôi sẽ tư vấn anh em nên chọn cái sản phẩm gì. Nếu mà cao cấp thì tôi khuyên anh em là nên dùng cái máy điện thoại đánh bài 2020 giờ, hỗ trợ phần mềm cài trực tiếp trên điện thoại smartphone của anh em. Ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình Hà Nội và bến xe Giáp Bát. Ở miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông xem hàng, test hàng trực tiếp, cảm thấy đúng như trong cái clip này thì anh em mua hàng. Cảm ơn anh em đã xem clip.